Chào các bạn, mình là Ga và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Mây Phương. Roblox họ vừa ra một sự kiện. Cái sự kiện này rất thích hợp cho những bạn nào muốn tìm hiểu về việc tạo game trên Roblox. Nếu các bạn là người không thích tạo game, các bạn chỉ muốn vô nhận những vật phẩm miễn phí thì hãy coi video này nhé. Thì để lấy được những vật phẩm miễn phí trong cái sự kiện này, các bạn hãy vô tựa game có tên là Island of Mu. Mình sẽ để cái link game bên dưới mô tả video này. Ok, khi vào game á thì các bạn sẽ được teleport, hình như nó hơi bị lag rồi. Buổi tối hơi bị lag ha. Các bạn sẽ vô cái chỗ này nè và các bạn sẽ click vô cái con người đá này. Khi click vô con người đá này, nó sẽ có một cái mục là play game để các bạn thể chơi thử cái tựa game này. Cái thứ hai á, một redeem code. Bốn vật phẩm lần này các bạn phải nhập bốn cái code và lưu ý chỉ vô game nhập code mới được thôi nhá. Cái code đầu tiên có tên là setting the stage, nó cho mình một vật phẩm gì đó mình không biết ha, lát mình sẽ vô avatar mình coi. Code thứ hai có tên là try a pose. Code thứ ba có tên là get moving và code cuối cùng có tên là victory lap. Ok, vậy là xong, các bạn nhập bốn cái code tương đương với lại bốn vật phẩm miễn phí trong cái sự kiện lần này. Thì tên của bốn vật phẩm này lần lượt là cardio can, một cái tai nghe, speedy shack, một cái kính, hustle hat là một cái nón và build backpack là một cái ba lô. Nếu bạn thấy video này hữu ích đó, thì hãy để lại một like và đăng ký kênh channel của Mây Phương nha, bởi vì channel Mây Phương sắp được 100.000 người đăng ký rồi. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.